Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Vì Bom Mà Đến. Chương trình Vì Bom Mà Đến là một chương trình sẽ giới thiệu tất cả các bưu phẩm bị bom hàng của tiệm gấu. Yeah. Và hôm nay những vị khách mời đặc biệt của chúng ta là ai? Những ai đó là người bom hàng của tiệm gấu? Chúng ta sẽ cùng biết ngay sau đây. Chúng ta cùng đến với kiện hàng bị bom đầu tiên. Ta-da! Bưu phẩm bị bom đầu tiên đến từ bạn Bảo Trâm. Yeah. Anh chỉ nói tên thôi, anh không nói thông tin nhiều đâu. À, đơn hàng của bạn này có trị giá là 380.000. Anh tóc xanh rất hồi hộp, không biết trong bưu phẩm này có cái gì. Bởi vì bản thân anh là anh cũng gửi rất là nhiều bưu phẩm một ngày. À, cho nên là bây giờ hoàn về anh không nhớ được là trong này có gì, phải mở ra mới biết được. Cùng khui bưu phẩm này ra thôi. Bưu phẩm này anh đã gửi từ rất lâu rồi, bởi vì là anh có thể phân biệt được thông qua cái vỏ ngoài của nó. Ồ, anh nghĩ là anh sẽ bóc vào bên này. Trong quá trình vận chuyển đi thì bưu phẩm này bị rách khá. Trong bưu phẩm này, wow, một bạn chuối Punimaru, một bạn chuối tiểu hoàng đế Punimaru màu dưa gang. Và một bạn donut vui vẻ có kèm bao bì. Một bạn donut vui vẻ, một bạn chuối tiểu hoàng đế Punimaru. Bạn này có mùi thơm của mùi dưa gang, rất là thơm các em ạ. Còn bạn donut vui vẻ này thường xuyên cháy hàng luôn, đang trong tình trạng cháy hàng. Hai bạn này lại có mặt lại tại tiệm gấu rồi nha các em. Chuối tiểu hoàng đế này rất là nhiều bạn hỏi anh luôn. Bưu phẩm bị bom thứ hai sẽ là ai đây? Ta-da! Bưu phẩm này to dữ luôn nha. Bưu phẩm này là của một bạn anh tên là anh Nguyên. Xem bưu phẩm bị bom này có gì nào. Thực sự là rất hồi hộp đó. Gì đây? Anh đã gói cho bạn này rất cẩn thận này. Bạn này được anh bọc gói rất cẩn thận luôn. Và bên trong đó, các em ơi, đây là một bạn Punimaru chuối hoàng đế màu hờ vàng. Trời ơi, bạn chuối hoàng đế màu vàng này phải gọi là siêu hiếm bây giờ luôn. Cực hiếm luôn đấy các em. Bạn chuối hoàng đế màu vàng này bây giờ không còn sản xuất nữa. Và cực hiếm, không ở đâu có luôn. Và bạn ấy đã hoàn cho anh bạn chuối Punimaru màu vàng này. Hoàn lại chuối Punimaru màu vàng các em ạ. Màu này là màu bây giờ đang siêu hiếm. Đó, rất to và thơm luôn. Trời ơi, hồi thơm quá. Bạn này thơm mùi chuối các em ạ. Mùi chuối chín ấy, thơm và ngọt ngào ấy. Vậy là chuối hoàng đế size super jumbo màu vàng siêu hiếm lại về rồi nha các em. Hãy tranh thủ cơ hội này để sở hữu lại bạn màu vàng nha, vì bạn màu vàng bây giờ cực hiếm luôn. Bưu phẩm bị bom tiếp theo đó là bưu phẩm đây là một bưu phẩm đến từ bạn Thúy Bình. Đơn hàng này cũng không biết là bao nhiêu tiền luôn. Đơn hàng này là một đơn hàng Shopee. Mở ra xem thôi. Hiện tại bên shop là đang hết chuối thì chuối hoàng đế hết luôn, chuối tiểu hoàng đế hết sạch luôn. Và khoảng mấy ngày nữa là lại có nha các em. À, có một vài bạn thì bom hàng rất là có tâm. Kiểu như bom hàng có tâm là bạn ấy sẽ nói với anh là: anh ơi em xin lỗi, em bom hàng lần này của anh, lần sau nhất định em sẽ đền bù. Anh rất là thích tinh thần bom hàng có tâm. Đây là bưu phẩm của bạn này. Bạn ấy lấy một chuột hồng. Ý, chuột hồng đáng yêu lại về. Kem tiểu yêu tinh cũng về luôn. Một kem tiểu yêu tinh. Và một kiều galaxy. Đó, thơm lắm. Yeah, đây là bưu phẩm của bạn ấy. Tiếp theo và cũng là bưu phẩm cuối cùng anh tóc xanh mở, đó là bưu phẩm này.
Bưu phẩm này đến từ bạn Như Quỳnh. Và bưu phẩm này trị giá đến 610.000. Bây giờ anh sẽ bóc ra xem bên trong có gì nha. Bạn Như Quỳnh, bên trong này có một tấm ảnh anh tóc xanh đã tặng bạn ấy. Anh ấy tóc xanh đã tặng bạn ấy một tấm ảnh của anh nè. Và có hai bạn Crazy Poo. Hai bạn Crazy Poo các em ơi. Vậy là Crazy Poo lại có rồi nhé. Bạn ấy mua hai bạn Crazy Poo, hai phiên bản rất là hot hàng luôn. Siêu hot luôn, hai phiên bản cực hot. Phiên bản đầu tiên đó là phiên bản bạn Poo dứa. Các em có thể nhìn qua đây này. Đây chính là bạn này. Bạn Crazy Poo có hình trái dứa. Anh sẽ để ảnh ở đây nhá. Hình trái dứa chính là bạn này đây. Có tem chống hàng giả nè, tem hàng chính hãng nhá. Phiên bản hamburger, Crazy Poo phiên bản hamburger. Đó chính là bạn này. Có ảnh ở dưới cho các em xem nhá. Chính là bạn Crazy Poo hamburger này. Bạn này cũng có tem chống hàng giả của Punimaru luôn. Hai bạn này siêu đẹp luôn, cực hot. Bạn anh nhớ không nhầm thì bạn ấy mua hai bạn Poo này từ hồi đầu tiên anh bán, bạn ấy đã mua rồi, tức là cách đây khoảng độ 1 tháng bạn ấy đã mua và bạn ấy không lấy, cho nên là hoàn về hai bạn Crazy Poo rồi nè. Bé nhưng mà cực kỳ đáng yêu và chi tiết luôn. Đó. Đáng yêu và chi tiết cực kỳ nhá. Mà bóp thì sao nhỉ? Siêu chậm tăng luôn, cho các em coi này. Vô cùng chậm tăng luôn bạn Crazy Poo này nhá. Và đáng yêu khủng khiếp luôn. Nếu mang đi học thì tuyệt vời. Wow, thơm mùi dứa. Cực cực thơm mùi dứa. Thơm lắm ấy. Còn bây giờ anh Tóc Xanh sẽ đến với bưu phẩm mà anh Tóc Xanh được tặng nhá. Anh Tóc Xanh được một bạn tặng một bưu phẩm anh cũng rất là thích. Đây là bưu phẩm anh Tóc Xanh được một bạn tặng. Bạn ấy tên là gì ta? Anh chỉ nhớ YouTube của bạn ấy là Lola thôi. Và bây giờ anh sẽ khui bên trong này. Ui, nhiều thứ chưa nè. Hai bạn Squishy, một bạn màn thầu gấu trúc, rất là chậm tăng luôn. Và tiếp theo là một bạn Squishy gấu ôm bánh quy. Bạn này thì nhanh tăng hơn một chút. Màu hồng rất là đáng yêu, anh Tóc Xanh thích màu hồng. Và bạn ấy tặng anh một chiếc hộp gì đây nè. Hồi hộp quá, mở ra nhá. Bánh em ạ. Mochi. Bạn ấy tặng anh gói bánh. Bánh sô-cô-la. Anh sẽ ăn thử nè. Bánh nấm à, nhìn như cây nấm ấy các em ạ. Đây này, đầu của sô-cô-la, ăn thử nhá. Rất là ngon ấy. Bánh là rất là ngon luôn. Và tiếp theo bạn ấy tặng anh hạt nở. Còn chú thích rõ đây là của Nhật. Của Nhật. Hạt nở. Hai anh thì chưa bao giờ chơi hạt nở. Thề có chú ấy, hai anh chưa bao giờ chơi hạt nở. Cất ở đây để đợi khi nào chơi nhá. Đây là một gói matcha green tea, gói pha trà matcha. Còn luôn. Một chiếc vòng gỗ. Gì nữa ta? Kẹo sô cô la. Tiếp tục là bánh kem ạ, nhiều đồ ăn quá trời luôn. Đây là bánh kem xốp. Gì đây? Hai chú gấu bông. Hai bạn gấu bông Totoro rất là đáng yêu. Totoro. Đây cũng là nhân vật hoạt hình anh thích cực. Totoro đáng yêu quá trời luôn. Và cuối cùng là đây, hình như là một combo tẩy thì phải. Có rất nhiều tẩy ở đây này, có nhiều hình này. Hình bánh kem trái tim nè, hình bát cháo súp nè, hình ổ bánh mì nè, hình một cái chữ lớp. Và anh Tóc Xanh rất là cảm ơn bạn ấy nhá. Cảm ơn cậu bé đã tặng quà mà anh rất là thích. Anh sẽ để phần cho anh bốn mắt về ăn cùng nữa nha. Và anh Tóc Xanh muốn thông báo một thông tin đặc biệt, đó là khoảng 1 đến 2 ngày nữa là tiệm gấu sẽ về vô cùng nhiều Squishy chính hãng và giá rẻ có hết. Và mẫu mã thì cực kỳ mới lạ và đa dạng luôn. Các em đừng quên ghé đến tiệm gấu trong 1 hoặc 2 ngày nữa nhá. Sẽ có cả mini game để chào mừng đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng. Vừa có mini game chơi lại vừa có nhiều hàng mới để chọn các em. Đừng quên like tiệm gấu và ghé thăm tiệm gấu nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt, hẹn gặp lại các em trong các video lần sau. Bye bye.
Chú ý, đây là những video hay nhất và hot nhất trong tuần này. Các bạn nếu chưa xem thì đừng bỏ qua nha. Ngoài ra các bạn nếu thích video hãy nhớ bấm like. Và nếu chưa trở thành thành viên của Hành Tinh Đồ Chơi, nhớ bấm nút đăng ký để trở thành thành viên nha. Hành Tinh Đồ Chơi xin chào và hẹn gặp lại.